Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam hai đối tượng Văn Tấn Vũ và Văn Thành Công, trú tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa về hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều ngày 4 tháng 11 năm 2015, xảy ra vụ hủy hoại tài sản đánh nhau giữa anh em Văn Tấn Vũ, Văn Thành Công với các thanh niên khác cùng khu phố. Công an thị trấn Hòa Hiệp Trung đã cử cảnh sát khu vực đến giải quyết. Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu các đối tượng về trụ sở làm việc, nhưng Vũ và Công không chấp hành mà còn chửi bới, xúc phạm, dùng dao, búa, gạch tấn công lại lực lượng liên ngành, khiến lực lượng công an phải nổ súng khống chế đối tượng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.